Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sắm Dừa TV của tụi mình. Chắc các bạn cũng có thắc mắc là tại sao tụi mình đặt tên là Sắm Dừa TV đúng không ạ? Thì cái kênh Sắm Dừa TV của mình rất là dễ thôi. Tại vì mình thích thôi, rất là đơn giản như vậy. Nhưng mà đùa đó, tại vì ở xóm mình á, hồi xưa chủ yếu là trồng táo với nho thôi, và lúa nữa rất là nhiều. Nhưng bây giờ những người nông dân của mình đã chuyển sang loại cây trồng mới để tăng năng suất và giá trị kinh tế hơn cho gia đình. Thì đó là những cây dừa, rất là nhiều dừa, mọi người thấy đó. Ok, và không để các bạn chờ lâu thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người món ốc đất luộc ở xóm dừa của mình. Và đầu tiên thì mình sẽ cho ốc vào một cái thau, mình sẽ rộng khô nha các bạn, không được đổ nước vào trong, tại vì ốc này đổ nước vào thì nó sẽ chết. Hồi đó mình có một lần rồi, bắt về mình rộng nước xong đổ vô tự nhiên cái mai lại bỏ hết luôn, còn con nào ăn hết á. Thì mình rộng sau khi chúng nhả đất khoảng 1.5 ngày, các bạn rộng khoảng 1.5 ngày thì nhả đất sạch ra. Bạn có thể rửa thêm nước sạch khoảng 3-4 lần cho ốc thật là sạch. Chứ các bạn mà rửa nhanh quá thì ăn sẽ đau bụng đó nha. Đó, mình rửa cho nó thật kỹ như thế này. Hồi xưa ba mẹ mình hay dầm mưa đi bắt lắm, mình thấy thương lắm. Nhưng mà để được có một cái bữa ăn gia đình thật là vui và ấm áp như vậy á, thì mình nghĩ là rất là hạnh phúc. Thường những cái chú ốc này á, nó sẽ nằm ở dưới lòng đất vào cái thời gian mùa khô, cho đến khi mưa xuống thì chúng sẽ xuất hiện ngoi lên để ăn những cái lá ủ và hấp thu nước. Mình sẽ đến công đoạn luộc ốc. Thì mình để ốc lên trên lò, thì khi mà cái nồi bắt đầu nóng rồi đó, các bạn nhìn những con ốc nó nhúc nhích rất là thú vị luôn. Các bạn nhìn nha, đó, thấy chưa? Các bạn luộc khoảng tầm 10 phút là ốc sẽ chín nha. Tùy theo các bạn thích chín kỹ hơn thì các bạn luộc lâu hơn thôi. Giờ mình sẽ cho ra tô để chuẩn bị thưởng thức. Ok, mình có mắm gừng, thêm một ít lá quế. Ốc này mà ăn kèm với lá quế chấm mắm gừng nó hết sảy luôn các bạn. Mình mời mọi người nha. Con đầu tiên không biết vị như thế nào luôn. Rất là ngon. Cái thịt ốc nó rất là giòn các bạn à. Ngọt nữa. Ở cái phần đuôi của nó đó, khi mà mình đã rộng thật là sạch rồi đó, thì những cái phần ruột nó không còn dơ nữa đâu, các bạn cứ tự tin mà ăn.
vì cái phần đuôi nó có rất là nhiều cái bài thuốc rất là tốt cho sức khỏe của mình, với lại nó có cái độ nhớt đó, nó tăng thêm cái sự dẻo dai của những cái khớp chân khớp xương của mình đó, nó có tác dụng rất là tốt. Và bây giờ thì video của mình đến đây là kết thúc rồi, thì chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Các bạn đừng quên like và subscribe kênh Sống Dừa TV của tụi mình nha, để mình có thêm những cái động lực làm những cái video tiếp theo hay hơn. Bye bye tất cả mọi người, hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.